Hoàng Huấn xin kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình tọa đàm sức khỏe cho mọi người của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý khán giả, năm 2021 là một năm có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là với ngành y tế, phải đối mặt với gánh nặng chưa từng có trong lịch sử, đó là đại dịch COVID-19. Toàn bộ hệ thống y tế từ dự phòng đến điều trị phải tập trung tối đa cho công tác chống dịch. Tuy nhiên, ngành y tế đã nỗ lực vượt bậc để kiểm soát dịch bệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong chương trình Sức khỏe cho mọi người kỳ này, chúng tôi đã mời lãnh đạo Sở Y tế, các y bác sĩ ở Bệnh viện tuyến tỉnh, y tế cơ sở đến trường quay để giao lưu, chia sẻ về những nỗ lực trong kiểm soát dịch bệnh và kết quả đạt được của ngành y tế tỉnh nhà trong thời gian qua. Những tâm tư, tình cảm của các y bác sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm nay. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia trong chương trình. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai. Vâng, xin kính chào quý khán giả. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lâm Hùng Hạnh, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai. Xin kính chào quý vị khán giả. Dược sĩ Hoàng Minh Quang, trưởng trạm y tế phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa. Xin kính chào quý khán giả. Vâng, lời đầu tiên thì thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn các y bác sĩ đã đến tham gia với chương trình của chúng tôi hôm nay. Vâng, thưa quý vị, năm 2021, dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư diễn ra hết sức khốc liệt với biến chủng Delta lây lan nhanh và nguy hiểm, đã gây ra những khó khăn và thử thách có thể nói là lớn nhất trong lịch sử của ngành y tế. Vâng, nhìn lại một năm qua của ngành y tế Đồng Nai thì không biết là bác sĩ Trung có cảm nghĩ gì cũng như là đánh giá như thế nào khi mà toàn ngành y tế cùng cả hệ thống chính trị của chúng ta phải căng mình chống dịch nhưng mà vẫn phải nỗ lực để thực hiện tốt được các nhiệm vụ được giao ạ. Đây là một cái thời kỳ mà khó khăn trong lịch sử của ngành y và cũng cả người dân Việt Nam chứ cả thế giới luôn. Cái đợt dịch thứ tư tại tỉnh Đồng Nai thì bắt đầu xuất hiện khoảng cuối tháng 4 năm 2021 và bắt đầu cao điểm là cuối tháng 6, đầu tháng 7, kéo dài cho tới tháng 10. Và trong cái thời gian đó, chúng ta phải gồng mình để chống dịch. Thứ nhất là về nguồn lực, thật sự thì chúng ta cũng chưa đáp ứng được với cái dịch bệnh trong cái tình hình dịch bệnh tăng đột biến. Thứ hai, về kinh nghiệm, điều trị cũng như là phòng chống dịch. Thì không riêng gì tỉnh Đồng Nai mà cả nước cũng như cả thế giới chúng ta vừa làm vừa học hỏi và gần như chưa có một cái kinh nghiệm nào. Mỗi một nước đều có cái mô hình riêng và trong một quốc gia thì một tỉnh, một huyện, một xã thì lại có một cái mô hình riêng. Thật sự là rất khó khăn trong công tác điều trị. Thì chính vì vậy cái việc mà để phòng chống dịch bệnh cũng như là khống chế được nó thì đòi hỏi cái sự hỗ trợ của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn bộ người dân và đặc biệt trong đó có vai trò của ngành y tế thì chúng ta mới có thể đạt được cái kết quả bước đầu ở thời gian này. Sau khi cái đợt dịch bệnh nó bắt đầu lui dần vào cuối tháng 11, tháng 12 và dần dần đến bây giờ đã bắt đầu chúng ta chuyển thành cái trạng thái bình thường mới thì nhìn nhận lại có thể nói rằng thời gian vừa qua chúng ta đã thành công và bước đầu đạt được một số cái thành tựu nhất định. Đối với cái hệ thống phòng chống dịch, chúng ta đã kiểm soát tương đối tốt cái tỷ lệ, cái tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh. Và đó là cái tiền đề tiên quyết để làm giảm cái số lượng, số ca chuyển nặng và giảm số lượng tử vong. Tới thời điểm này thì vào lúc cao điểm thì chúng ta là tỷ lệ tử vong của chúng ta là 0,9%. Như vậy thì vào cái lúc cao điểm chúng ta có khoảng 40-50.000 ca mắc và sau đó thì tăng tốc lên khoảng 100.000. Thì chúng ta có tử vong khoảng 500-600 bệnh nhân. Sau đó đến thời kỳ giãn cách, hết thời gian giãn cách thì con số mắc bệnh thật sự là có tăng lên. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ tử vong lại giảm xuống là nhờ lúc đó chúng ta đã tiêm vaccine được đầy đủ và lúc đó chúng ta triển khai các cái đơn vị điều trị tương đối tốt. Chính vì vậy tỷ lệ tử vong của chúng ta hiện giờ giảm xuống chỉ còn có 0,6%. So với cả nước cũng như cả thế giới, đây là một con số rất tốt. Và thực tế thì chúng ta đều thấy rằng cái hoạt động của xã hội, tất cả mọi lĩnh vực thì đều đã dần dần trở về bình thường và trẻ em thì trong tuần này cũng đã bắt đầu đi học trở lại. Tuy nhiên thì như tôi nói, nó chỉ là một cái thành công bước đầu và diễn biến dịch bệnh vẫn còn nhiều cái vấn đề phức tạp, vẫn cần phải đòi hỏi cái sự nỗ lực, cố gắng
của toàn bộ hệ thống chính trị, của ngành y tế và các ngành khác, cũng như sự phối hợp, hỗ trợ của người dân, thì công tác phòng chống dịch của chúng ta mới tiếp tục có thể là tốt hơn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Trung ạ. Vâng, thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất là một trong những cơ sở y tế của tỉnh tiếp nhận, điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch. Bác sĩ Hạnh là người trực tiếp điều trị ca mắc COVID-19 nặng ở tầng 3. Thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái thời gian mà mình trực chiến ở trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 đã để lại cho bác sĩ những cái kỷ niệm gì trong những năm tháng gắn bó với nghề y ạ? Bắt đầu dịch từ khoảng đầu tháng 7, tức là trước đó thì chúng ta đã có dịch rồi, nhưng mà chúng ta bắt đầu có những ca nặng đầu tiên. Thì tôi nhớ là cái ca đầu tiên là một bà cụ rất là lớn tuổi đến với khoa cấp cứu của Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai chúng ta trong một cái tình trạng rất là nặng nề. Và lúc đầu thì vô là vì một cái tình trạng là rối loạn tri giác. Thì các bác sĩ cấp cứu lúc đó mình cứ nghĩ là bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, nhưng mà thực sự lúc mà kiểm tra lại thì cái oxy trong máu rất thấp. Chúng tôi kiểm tra thì chúng ta phát hiện là người bệnh đã bị COVID-19 và ảnh hưởng tới cái gọi là một cái tình trạng viêm phổi nặng. Thì lúc đó là cái ca đầu tiên thật ra là bệnh viện lúc đó là cũng rất bối rối. Và lúc đó là họp khẩn, bắt đầu là đưa ra xin ý kiến sở thì quyết định là chuyển bệnh nhân xuống bệnh viện phổi Đồng Nai để điều trị. Trước giờ mình cũng nghe dịch nhiều, cũng nhưng mà mình chưa bao giờ mình trực tiếp mà mình gọi là điều trị bệnh nhân, mà hồi sức bệnh nhân COVID nặng. Thì cái thời điểm đó thì cũng là cái khó khăn cho những cái quyết định. Và chúng ngay cái thời điểm đó bác sĩ giám đốc có hỏi là bác sĩ Hạnh bây giờ cử ai đi để điều trị, thì mình nghĩ là mình không biết chọn anh em nào, thế là xung phong đi. Nhưng mà bác sĩ giám đốc bảo là em là trưởng khoa thì phải ở nhà để còn điều động. Thế là cũng cuối cùng thì cũng mình cũng rất là may mắn là các anh em trong khoa, các anh em trẻ, các bạn trẻ rất là xông xáo, hỏi ai cũng xung phong đi cả. Yeah. Đó, thì đó là những cái kỷ niệm của giai đoạn đầu. Rồi sau đó thì nó cuốn theo cái dịch, rồi từ ca đầu tiên là sau đó là những ca tiếp theo, rồi bắt đầu chạy bệnh viện Thống Nhất thành lập một cái khu dã chiến tạm để điều trị bệnh nhân COVID. Lúc đó cái số lượng ca bắt đầu tăng lên, rồi sau đó là chúng ta chuyển lên chờ đợi để chuyển lên cái khu nhà 10 tầng, cái tầng 4. Rồi thì cũng rất là may mắn là được hỗ trợ, được từ cái sự hỗ trợ từ về chuyên môn cũng như là về các mặt từ các cái đoàn gọi là đoàn công tác của Trung ương. Đầu tiên là đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai, rồi sau đó là đoàn công tác của các bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Ca Trung ương, Bệnh viện 71 Trung ương cùng vô hỗ trợ chống dịch. Thì sau mấy tháng chống dịch thì cũng nói chung là trong anh em ở trong đấy thì cũng nhiều cái cảm xúc. Những cái trường hợp mà chúng ta biết là bà mẹ mà mang thai mà bị COVID thì đợt vừa rồi chúng tôi cũng điều trị khá nhiều trường hợp như vậy. Có một cái trường hợp là bà mẹ vô viện vì đang mang thai, vô viện vì một cái tình trạng suy hấp nguy kịch. Rồi chúng ta cố gắng điều trị kéo dài, rồi sau đó thì chúng ta tới một cái thời điểm thích hợp thì chúng ta quyết định là mổ lấy em bé ra, rồi sau đó là chuyển em bé đi qua bệnh viện Nhi để hồi sức em bé, và mẹ thì tiếp tục ở lại bệnh viện hồi sức tiếp. Có một lần tôi gặp mẹ của cái sản phụ đó, thì mình cũng quan tâm, mình hỏi thăm là bác ơi em bé hôm nay sao rồi, thì cái thời điểm đó thì bà mẹ trả lời là bác sĩ ơi, cháu lên được một lạng rồi. Yeah. Lúc đó thì tôi nhận thấy trong cái ánh mắt của cái bà mẹ, của cái sản phụ, một cái niềm hy vọng và một cái gọi là cái niềm hạnh phúc. Yeah. Những cái khoảnh khắc đó thì đối với chúng tôi là những cái khoảnh khắc mà có lẽ là không bao giờ mà quên được. Yeah, vâng. Nghe những cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Trung cũng như là bác sĩ Hạnh thì tin chắc rằng quý vị và các bạn đã cảm nhận được cái sự khó khăn vất vả. Nó không chỉ là khó khăn vất vả mà còn là tinh thần, là ý chí của các y bác sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu trong suốt cái thời gian mà dịch COVID-19 bùng phát. Các bác sĩ đã luôn hết mình hết sức để mà có thể chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho các bệnh nhân của mình, đặc biệt là các bệnh nhân COVID-19. Vâng, để ngành y tế có thể thực hiện tốt được các cái nhiệm vụ được giao thì phải kể đến vai trò của hệ thống y tế cơ sở, cụ thể là các trạm y tế nơi gần dân nhất, thưa quý vị. Đặc biệt thì khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát thì dược sĩ quan
nhận thấy cái vai trò của tuyến y tế cơ sở nó quan trọng như thế nào ạ? Có thể nói trong cái giai đoạn mà bắt đầu từ cái giai đoạn dịch thứ tư này thì đối với lại anh em ngành y tế chúng tôi nói chung và cũng như là của trạm y tế cũng đã cố gắng vượt qua mọi cái khó khăn, thách thức trong cái công việc. Cụ thể ở địa phương ấy, thì chúng tôi cái công tác chống dịch đó là cả cái hệ thống chính trị, các cấp chính quyền. Nhưng trong đó thì tôi nhận thấy là anh em ngành y tế là phải là cái xương sống của trong cái hệ thống chính quyền, trong công tác chống dịch. Đó thì có rất nhiều những cái kỷ niệm mà anh em chúng tôi đã trải qua. Ngoài những cái cung bậc về cảm xúc và những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ như những cái điều tra, truy vết về dịch tễ, rồi công tác cách ly, phong tỏa đối với những ca F1, F0, rồi công tác tiêm chủng cho người dân, rồi sau đó là cái công tác là điều trị F0 tại nhà ở ngoài cơ sở cộng đồng. Thì cái công việc đó nó thể hiện bằng rất là nhiều những cái khó khăn đó, như mặc dù anh em chúng tôi là trong cái lúc mà dịch cao điểm nó có khi 2-3 tháng không được về nhà. Tôi cũng đã từng chứng kiến nhân viên của mình lặng lẽ rơi nước mắt khi mà phải gọi điện thoại về hỏi thăm cha mẹ, anh chị, con cái ở nhà qua những cuộc điện thoại. Rồi những lần đi xét nghiệm để tìm F0 thâu đêm suốt sáng. Rồi có những buổi làm việc tức là không kể ngày thứ bảy chủ nhật để làm sao tức là hoàn thành tốt nhất cái việc đó là công tác phòng chống dịch trong cái thời gian vừa qua đối với lại tuyến y tế cơ sở. Thì tuy nhiên cái công việc thì nói lên thì cũng không thể phản ánh hết được những cái công việc mà công tác chống dịch, bởi vì đây là cái dịch này nó chưa có tiền lệ. Có những cái công việc mà thậm chí là không thể thể hiện ra được bằng những cái lời nói hoặc là bằng những cái văn bản, mà trong lúc đó là tùy từng địa phương để chúng tôi tìm ra những cái phương pháp tốt nhất và hiệu quả nhất để thực hiện cái nhiệm vụ trong công tác chống dịch. Đối với cái biên chế như là hiện nay ấy, thì nhân lực rất là ít, lực lượng mỏng, mà đa số vừa rồi anh em chúng tôi là phải làm cái công việc tức là thực sự là phải nói là từ 200 đến 300%. Về cái nhân lực như thế thì hiện nay ấy, là anh em chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Cái tuyến y tế cơ sở ban đầu là cái nơi mà gác cổng đối với lại tất cả các cái loại dịch bệnh để làm tốt nhất cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho người dân ban đầu. Đó, nếu mà nhân lực chúng tôi không đủ thì đây cũng là một cái khó khăn rất là lớn cho chúng tôi trong cái thời gian tới để làm tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh. Cảm ơn Dược sĩ Quang. Trở lại với bác sĩ Trung, dưới góc độ điều trị thì bác sĩ Trung đánh giá như thế nào về tình hình dịch COVID-19 hiện nay ở Đồng Nai? Vào thời điểm hiện nay thì có thể nói là chúng ta cũng đã tình hình điều trị thì cũng đã tương đối tốt hơn rất nhiều. Thứ nhất là chúng ta đã có kinh nghiệm. Thứ hai là chúng ta đã có đầy đủ các loại thuốc men để điều trị hỗ trợ cũng như là điều trị virus. Thứ ba là về cơ sở vật chất, chúng ta cũng đã kịp thời trang bị. Tôi cũng xin nói thêm vào cái thời gian đầu á, khi mà các bác sĩ, mà y sĩ, nhân viên y tế mà để phòng chống dịch cũng như điều trị bệnh ấy, là phải chạy đua với thời gian. Mỗi một ngày gắn một vài cái máy vào là ngay lập tức là có những bệnh nhân nặng là được cấp cứu điều trị. Thêm một cái máy thì cấp cứu thêm được một bệnh nhân, giảm được tỷ lệ tử vong. Thời gian đầu rất căng nhưng bây giờ cơ sở vật chất tương đối ổn. Oxy lúc đầu chúng ta cũng tương đối thiếu nhưng bây giờ cũng đầy đủ. Và một cái quan trọng hơn nữa, vào thời điểm hiện tại đó là tỷ lệ bệnh nặng không cao, chúng ta có thể kiểm soát được rất tốt là nhờ cái tiêm vaccine, gần như là trên 100%
Tại vì chúng ta là có người từ tỉnh khác tới, là người dân Đồng Nai đã được tiêm vaccine mũi 1 và cũng gần 100% chúng ta được tiêm mũi 2 và hơn 30% mà chúng ta đã được tiêm mũi 3. Kể cả học sinh từ 12 tới dưới 18 tuổi để được tiêm. Và điều này đã tạo một cái điều kiện để chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh cũng như đồng thời là giảm cái số ca mắc, ca tử vong. Thì chính vì vậy, nếu theo đánh giá của chúng tôi thì tình hình diễn biến như hiện tại, kể cả có chủng Omicron mới, nếu chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện tốt cái việc phòng ngừa 5K, thứ hai là tiêm vaccine bổ sung cho những cái đối tượng còn chưa tiêm đầy đủ các mũi cơ bản cũng như là mũi nâng cao tăng cường, thì có thể là chúng ta sẽ kiểm soát tốt cái dịch bệnh trong cái thời gian tới. Vậy thì theo bác sĩ Trung, bên cạnh cái việc mà chúng ta áp dụng cái mô hình tháp 3 tầng trong điều trị COVID-19, thì ngoài cái việc đó ra còn có những cái yếu tố nào giúp cho chúng ta có thể kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh như hiện nay? Thực ra cái mô hình tháp 3 tầng thì nó chỉ giải quyết cái hậu của vấn đề. Tức là nếu như chúng ta kiểm soát tốt cái dịch bệnh, là khống chế được cái số bệnh F0 tăng lên, khống chế được cái tỷ lệ bệnh nặng tăng lên, thì cái tháp 3 tầng chúng ta mới hoạt động tốt. Về cơ bản như tôi nói hồi nãy, cái tháp 3 tầng chúng ta đã đủ con người, đủ trang bị, đủ phương tiện, đủ kinh nghiệm, đủ thuốc. Nhưng nếu như mà cái số lượng bệnh tăng cao và đặc biệt là số bệnh nặng mà tăng quá nhiều cũng sẽ quá tải. Và chắc chắn là hệ quá tải thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Trong đó là đặc biệt là vấn đề tử vong sẽ tăng nhiều. Chính vì vậy cho nên cái việc mà muốn cho cái hệ thống mà 3 tầng này nó hoạt động tốt, tiên quyết đầu tiên vẫn phải là tiêm vaccine. Và thứ hai là áp dụng 5K để làm sao mà cái người bệnh không trở nặng. Đặc biệt chú ý là chúng ta rất hay quên những cái đối tượng mà bị bệnh nền. Bệnh nền mà ở cái giai đoạn cuối, ví dụ như là ung thư giai đoạn cuối, tiểu đường có biến chứng, huyết áp, tim mạch có biến chứng. Những người đó thì đa phần là thứ nhất là rất khó khăn khi đi tiêm ngừa, tiêm vaccine. Bởi vì họ sợ cái tác dụng phụ. Nhưng những người đó nếu vừa không tiêm vaccine, vừa mắc COVID, thì gần như có thể nói là bệnh sẽ chắc chắn sẽ rất nặng và tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Cho nên, nói gì thì nói, cái tháp 3 tầng muốn hoạt động tốt, muốn cho nó đạt hiệu quả cao, là chúng ta phải làm tốt cái công tác ở phía trước, như tôi nói hồi nãy. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Trung ạ. Vâng, thưa quý vị, trước muôn vàn khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cũng giúp cho các y bác sĩ kiên cường hơn và học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm chuyên môn. Bác sĩ Hạnh có thể chia sẻ về sự hỗ trợ của các cái bệnh viện tuyến trên trong đợt dịch COVID-19 vừa qua đã giúp đỡ cho các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất như thế nào trong cái việc thực hiện được các kỹ thuật cao trong điều trị COVID-19 để có thể cứu sống được nhiều bệnh nhân nặng và hạn chế được cái tỷ lệ tử vong ạ? Ngay từ những ngày đầu tiên mà ta có những bệnh nhân nặng, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cũng là rất may mắn. Khi mà chúng ta còn chưa biết phải làm gì, thực sự là chúng ta chưa bao giờ chống dịch mà như cái đợt dịch thứ tư này. Do đó thì ngay cái thời điểm đấy thì rất là may mắn là có đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai là có đoàn đầu tiên đến hỗ trợ chúng tôi chống dịch. Thì cái thời điểm đó là đoàn Bạch Mai người ta đã đi chống dịch ở những cái tỉnh khác trước đó. Do đó họ rất có kinh nghiệm. Khi mà tiếp cận thì thực sự là mình cái gì cũng mới. Và chúng ta đã tiếp cận rất nhanh và chúng ta đã làm rất tốt. Thì ngay cái thời điểm đầu tiên là bắt đầu là chúng ta được khởi động làm cơ sở hạ tầng để phù hợp với cái tình hình mới, có nghĩa là chống dịch COVID. Rồi sau đó là chuẩn bị về nhân sự, về cơ sở vật chất. Đó là đào tạo liên tục và trong thời gian rất ngắn thì chúng tôi phải đào tạo cho tất cả các anh em mà tham gia chống dịch những cái nguyên tắc làm việc trong môi trường dịch bệnh. Và khi mà đoàn Bạch Mai mà người ta kết thúc cái đợt công tác thì chúng ta đã cơ bản chúng ta đã nắm nguyên tắc và chúng ta bắt đầu đi vào điều trị bệnh nhân COVID. Thì sau khi đoàn Bạch Mai họ rút đi thì cũng tiếp tục chúng ta lại nhận được sự hỗ trợ từ Trung ương. Lúc đó là Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Ca Trung ương và Bệnh viện 71 Trung ương. Ba đoàn công tác với tổng cộng hơn 170 nhân lực, gồm rất nhiều những
bác sĩ và y sĩ cũng như là điều dưỡng rất là thành thạo trong cái vấn đề hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng. Cùng với lại anh em của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thì chúng tôi đã thành lập 3 cái khoa hồi sức ở trong cái khu 10 tầng của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Hồi sức COVID-1, hồi sức COVID-2, hồi sức COVID-3 của Trung tâm Hồi sức Bệnh viện Phổi Trung ương đặt tại tỉnh Đồng Nai. Thì thời gian đó thì thực ra là chúng tôi là cũng tiếp cận được rất nhiều kỹ thuật mới. Những cái kỹ thuật này thì Bệnh viện Thống Nhất đã có cái kế hoạch triển khai và cũng đang có kế hoạch là cử nhân lực đi học để triển khai. Nhưng mà cũng may mắn thì các cái đoàn chuyên gia họ vào và họ hướng dẫn giống như chỉ cầm tay chỉ việc trên từng bệnh nhân. Và từ đó thì chúng tôi đã triển khai được rất nhiều kỹ thuật mới. Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn cho khoa hồi sức tích cực chống độc kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, thì ngay cái thời điểm đó chúng tôi cứu được một bệnh nhân ngưng hô hấp tuần hoàn từ nhà vô trong một cái tình trạng là hôn mê sâu, nguy cơ là tổn thương não, nhưng mà sau đó áp dụng cái phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy tại bệnh viện do đoàn Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ thì chúng tôi đã cứu được bệnh nhân, và kết quả là sau đó bệnh nhân tỉnh táo lại và đứng lại đi lại được, hầu như là không có biến chứng di chứng thần kinh. Rồi sau đó tiếp theo thì tới Bệnh viện Phổi Trung ương Zo thì chúng ta cũng bắt đầu tiếp cận những cái kỹ thuật mới hơn trong hồi sức bệnh nhân nặng cũng như là hồi sức bệnh nhân COVID nặng. Đó là những cái kỹ thuật ví dụ như chúng ta có oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể, đó là chúng ta hay hiểu là cái gọi là tim phổi nhân tạo, ECMO. Đó, thì chúng ta cũng từ cái kỹ thuật này, kỹ thuật cao cấp này, chúng ta cũng cứu được một số bệnh nhân. Rồi sau đó là những cái kỹ thuật khác, ví dụ như chúng ta có nội soi phế quản trong tại giường tại hồi sức, rồi siêu lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ, và kỹ thuật theo dõi bệnh nhân nặng với huyết động xâm lấn bằng phương pháp PICO, và rất nhiều các kỹ thuật khác. Thì cũng đợt vừa rồi thì từ những cái ngày tháng mà chúng ta chống dịch, thì đợt vừa rồi thì Bệnh viện Phổi Trung ương cũng đã hỗ trợ cho chúng ta chuyển giao các cái kỹ thuật này lại cho bệnh viện. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hạnh. Vâng ạ, được biết Dược sĩ Quang trước đây từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia, và nay thì có cái cơ hội tham gia trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, thì cảm xúc của Dược sĩ như thế nào? Đúng là thực sự là phải nói là trong cuộc đời của tôi thì cũng đã từng trải nghiệm qua phải nói là hai cuộc chiến. Thứ nhất là khi còn trẻ thì tôi cũng đã từng tham gia trong quân đội để chiến đấu và bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc ở bên chiến trường Campuchia. Thì sau khi chuyển ngành và trở về thì chuyển ngành ra thì hiện nay đang công tác ở trong ngành, thì cũng là người trực tiếp tham gia trong cái công tác mà phòng chống dịch bệnh trong cái đợt vừa qua. Thì phải nói là cái câu mà của Thủ tướng Chính phủ nói trước đây, đó là chống dịch như chống giặc, thì hơn ai hết lại chính bản thân tôi là người trực tiếp mà tham gia cả hai cái trận chiến này, cảm nhận hết được cái giá trị sâu sắc và cái sự hy sinh khốc liệt của nó đến như thế nào. Đó, cái sự hy sinh trước đây đó là của đồng đội, hy sinh về bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc. Và cái sự hy sinh trong đợt chống dịch COVID-19 vừa rồi là của đồng nghiệp để ngày đêm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đó, cũng không có ngại gì khó khăn gian khổ, mà thậm chí là tiếp xúc với những ca bệnh trực tiếp hàng ngày trong điều tra, truy vết thì cũng nguy cơ rất là lớn đối với lại sức khỏe cũng như là tính mạng của bản thân. Thì trong cái câu nói này thì là chống dịch như chống giặc của Thủ tướng nói vừa qua, thì ngay cả bản thân tôi cũng vậy, là tôi thấy cái câu nói là rất là đúng và cũng rất là ý nghĩa trong cái đợt vừa rồi. Cảm ơn Dược sĩ Quang rất nhiều ạ.
Vâng, thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư kéo theo một cái khối lượng công việc rất là lớn và áp lực cũng nhiều, vất vả cũng nhiều, nguy hiểm nữa. Nhưng mà thu nhập khá khiêm tốn cũng khiến cho nhiều bác sĩ, nhân viên y tế phải nghỉ việc. Thì không biết là bác sĩ Trung nhìn nhận cái vấn đề này như thế nào, cái thực tế này như thế nào, và Sở Y tế có những cái giải pháp gì để mà có thể đảm bảo được nhân lực nơi tuyến đầu? Nghe thầy Bình, khi mà chúng ta hoạt động trong cái điều kiện bình thường, cái thu nhập cũng như đời sống của một phần cán bộ viên chức ngành y tế cũng đã rất khó khăn, đặc biệt là đối với các đội ngũ y tế ở làm công tác phòng chống dịch bệnh hoặc là các cái tuyến phường xã, nơi mà không có những cái thu nhập tăng thêm. Vì vậy thì ngay cả thầy Bình, vấn đề nhân lực của ngành y cũng đã được đặt ra trên của các nhà quản lý phải xem xét xử lý. Và đến khi dịch bệnh xảy ra thì nó lại càng xảy ra căng thẳng. Tuy nhiên, có thể nói một điều, đó là cái tinh thần của người chiến sĩ ngành y tế. Giống như Dược sĩ Quang có nói, thực ra vào thời điểm đầu tiên khi chúng tôi bắt đầu phòng chống dịch bệnh, nhân viên y tế cũng chưa được tiêm ngừa, cũng giống như người dân. Và chúng tôi hàng ngày phải tiếp xúc với cái nguồn bệnh, nguy cơ mắc dịch bệnh, mắc bệnh cũng như là tử vong cũng rất cao. Cho nên là lúc đó thật sự mà nói không khác gì người chiến sĩ cũng sẵn sàng hy sinh vì cái sức khỏe của người dân. Chính vì cái tinh thần đấy, cho nên là có thể nói trong thời điểm dịch bệnh, đa số nhân viên y tế đều hết sức tích cực trong cái công việc phòng chống dịch bệnh. Không riêng gì y tế nhà nước, y tế tư nhân, các thầy thuốc, nhân viên y tế nghỉ hưu cũng sẵn sàng tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh, và gần như không ai quan tâm nhiều đến cái vấn đề thu nhập cũng như thù lao. Chính vì vậy chúng ta mới có được cái thành công bước đầu đến hôm nay. Tuy nhiên, khi chúng ta bắt đầu hết giãn cách, chúng ta bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, thì đây là một cái bài toán khó phải đặt ra. Chúng ta phải làm sao qua cái đợt dịch nhìn nhận thấy những cái tầm quan trọng của nhân viên y tế cũng như những cái vấn đề đi sau, để làm sao mình có thể hỗ trợ cho nhân viên y tế yên tâm công tác, làm sao để bảo đảm cho họ nuôi sống được bản thân và gia đình, làm sao cho họ phát triển được cái năng lực chuyên môn, là một cái bài toán mà tôi thấy rằng ba giai đoạn này càng trở nên là cấp thiết. Về việc này thì ngành y tế cũng có một số cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi cũng đang tiếp tục đầu tư về cái cơ sở hạ tầng. Ví dụ như là chúng tôi cũng đang triển khai xây sửa lại các cái trạm y tế, nâng cấp cái trạm y tế về trang thiết bị. Thứ hai là chúng tôi yêu cầu cũng về đào tạo về chuyên môn để làm sao cho tuyến trên hỗ trợ về tuyến dưới. Có thể nói là chưa khi nào mà cái sự đoàn kết từ trung ương tới địa phương, từ tuyến tỉnh tới tuyến huyện, tuyến xã mà là chặt chẽ như bây giờ. Giống như hồi nãy bác sĩ Hạnh có nói, trung ương, các bệnh viện tuyến trên cũng sẵn sàng vào hỗ trợ cho Đồng Nai, và tại Đồng Nai thì các bác sĩ tuyến tỉnh cũng sẵn sàng hỗ trợ cho các bác sĩ tuyến huyện, tuyến xã để làm sao mà thứ nhất là phòng chống dịch tốt, thứ hai là để nâng cao chuyên môn. Thứ ba là ngoài vấn đề đầu cơ sở vật chất về vấn đề chuyên môn thì chúng tôi cũng tham mưu ủy ban thì có một cái chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế trong cái thời gian chống dịch vừa qua. Dĩ nhiên thì cái số hỗ trợ nó cũng không có đáng kể bao nhiêu và chỉ trong một cái thời gian nhất định, nhưng dù sao thì nó cũng là một cái niềm động viên cho nhân viên cũng như là cán bộ công chức của ngành y tế cảm thấy là mình được quan tâm mà để cho tiếp tục yên tâm vào phòng chống dịch. Nhưng về cơ bản lâu dài, ngoài cái việc phòng chống dịch ra, chúng ta còn phải tiếp tục cái công việc khám chữa bệnh, phòng chống dịch như thông thường. Đây là một cái mà chúng ta lại quay lại cái bài toán ban đầu, và cộng thêm cái phòng chống dịch để làm sao mà nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh, làm sao mà nâng cao cái đời sống của cán bộ viên chức, thì nó cần phải có những cái biện pháp, những cái cơ chế đi kèm. Cũng là một bệnh viện điều trị bệnh nhân, nhưng bệnh viện tư nhân thì có thu nhập cho nhân viên y tế lại cao hơn. Bệnh viện nhà nước hoặc là các cái đơn vị y tế của nhà nước thì thu nhập lại thấp hơn.
đặt ra chúng ta một cái bài toán để làm sao mà chúng ta phải tạo cái sự công bằng giữa nhà nước và tư nhân. Theo quan điểm cá nhân của tôi thì có thể nói là chúng ta phải đẩy mạnh cái thứ nhất là công tác về cải cách hành chính, về quản lý. Cái bộ máy của y tế làm sao phải cho nó tinh gọn và tập trung vào điều trị cho người bệnh. Giảm bớt được những cái thủ tục hành chính, con người hành chính. Thứ hai là chúng ta sẽ phải tiến tới cái hướng là tính đúng, tính đủ cái giá dịch vụ khám chữa bệnh. Và đây, như bây giờ thì chúng ta là tính chưa đúng, chưa đủ. Chúng ta chỉ mới tính khoảng 2/3 cái những cái cấu hình để tạo nên cái giá viện phí. Thứ ba là chúng ta phải tạo cái môi trường làm việc cho nó thuận lợi từ tuyến xã tới tuyến huyện và có cái sự hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn, tạo môi trường làm việc tốt để nhân viên y tế là yên tâm công tác. Nói chung thì đây là một câu hỏi khó mà chúng ta đã bàn rất nhiều. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng qua cái đợt dịch này chúng ta đã thể hiện cái lòng quyết tâm, mà thể hiện cái tinh thần của người chiến sĩ ngành y, thì trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua những khó khăn để làm sao phục vụ sức khỏe cho người dân được tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ Trung. Mặc dù là trong cái đợt dịch COVID-19 vừa qua đã gây ra rất là nhiều những cái khó khăn, vất vả và cả những cái gánh nặng, thì không biết là theo các y bác sĩ ở đây thì cái động lực nào giúp cho các lực lượng y bác sĩ vẫn tiếp tục để gắn bó với ngành y? Trước hết xin mời bác sĩ Hạnh đi ạ. Trong cái giai đoạn mà nếu như mà chưa có dịch, công việc của người nhân viên y tế là tương đối vất vả so với các cái ngành khác. Thì trong dịch COVID-19 thì cái giống như bác sĩ, các bác sĩ cũng chia sẻ là chúng ta phải làm với một cái cường độ cao hơn nhiều nữa. Tuy vậy thì không phải vì như vậy mà các anh em nhụt ý chí. Trong giai đoạn dịch chúng ta thấy là các nhân viên y tế với một cái tinh thần rất là cao. Và đối với ngành y thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì chúng ta phải rất là đam mê. Chúng ta phải có niềm đam mê cái công việc thì chúng ta mới vượt qua được những khó khăn. Và anh em thì theo tôi đánh giá những anh em mà chúng ta đã từng cùng với chúng tôi chống dịch thì thực sự là anh em rất là đam mê công việc và rất là trách nhiệm. Vì do đó là không có lý do gì mà chúng ta nghĩ là không gắn bó cả. Thực ra có một số anh em thì không phải không gắn bó, tức là có thể có lý do này, lý do kia, rồi chúng ta có thể thay đổi công việc nơi này, nơi khác. Chứ còn bước chân vô ngành y rồi thì chúng ta cũng đã trải qua cũng nhiều khó khăn. Và nếu mà chúng ta còn trụ được tới thời điểm bây giờ thì theo tôi nghĩ là không có lý do gì, tức là cũng không có một cái khó khăn nào mà có thể khiến cho các nhân viên y tế của chúng ta chùn bước. Đặc biệt là trước đại dịch Covid thì tôi nghĩ là tinh thần của các anh em nhân viên y tế là rất cao và không có lý do gì để chúng ta phải lo lắng ngại cái vấn đề mà chúng cái tinh thần của nhân viên y tế trước những khó khăn. Cảm ơn bác sĩ Hạnh. Còn với dược sĩ Quang, làm sao để giúp cho dược sĩ Quang cũng như là các đồng nghiệp của mình có thể vượt qua được những cái khó khăn để tiếp tục trụ lại với trạm y tế? Anh em trong ngành y tế hiện nay thì mặc dù cái khó khăn trong cái thời gian vừa qua, khi chúng ta cũng vừa vượt qua cái đại dịch COVID-19 này. Trước đây khi anh em chúng tôi học ở trong trường là cũng đã được học cái lời thề Hippocrates. Cái lời thề này là cũng đã nói lên rằng là người thầy thuốc cũng phải cố gắng tất cả những gì để hy sinh và chăm sóc sức khỏe cũng như tính mạng cho người bệnh. Đấy là cái lúc học ở trong trường. Còn sau khi bước chân ra ngoài để công tác, hiện nay thì mỗi người đứng ở một cái vị trí công việc khác nhau, nhưng cũng tự chung lại đó là chúng tôi phải thực hiện đó là đầy đủ 12 điều y đức của ngành y tế đề ra. Trong những cái điều y đức này thì mặc dù đây là cái quy định của trong ngành, nhưng nó cũng đã thể hiện và cũng là cái điều mà để cho chúng tôi là cơ sở để chúng tôi
căn cứ vào đó để chúng tôi cố gắng, chúng tôi thực hiện những cái khó khăn, những cái gian khổ nhất mà của ngành y tế đã phải chống chọi với lại cái dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Thì từ đầu đến giờ thì chúng ta cũng đã nói rất nhiều về những cái khó khăn, những cái thuận lợi, những cái gian khổ của anh em trong ngành y tế. Nhưng qua cái tinh thần mà tôi cũng trao đổi với anh em và cũng như là nắm bắt được những cái tâm tư nguyện vọng, thì đâu đó có thể là cũng có một số anh em là do những cái nguyện vọng và những cái tâm tư khác nhau thì anh em có thể là có những cái sao động. Nhưng đối với ngành y tế nó có cái đặc thù riêng là dù có công tác ở trong công lập hay ngoài dân lập thì cũng là phục vụ và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đấy, thế cho nên là qua cái tinh thần như vậy thì tôi cũng nắm được tình hình là đa số là hiện nay anh em vẫn tâm huyết với nghề đó, và cố gắng là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của cấp trên giao trong cái thời gian chống dịch, của cái thời gian sắp tới, để hoàn thành tất cả những cái công việc cũng như nhiệm vụ của cấp trên giao. Xin được cảm ơn cái tinh thần, cái tình yêu nghề cũng như là cái trách nhiệm của các bác sĩ luôn hết lòng vì các bệnh nhân của chúng ta. Cảm ơn các y bác sĩ rất là nhiều. Trở lại với cái vấn đề điều trị cho bệnh nhân COVID-19, thì không biết là cái tình hình điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 hiện tại tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất hiện nay như thế nào? Có những cái vấn đề gì khó khăn không, bác sĩ Hạnh? Hiện tại thì như bác sĩ Trung có chia sẻ là chúng ta đang kiểm soát, nói chung là ở mức độ cái dịch đã xuống rất nhiều. Chúng tôi nhớ lại cái thời điểm mà cao điểm là ở trong trung tâm hồi sức tích cực chống độc hồi sức bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Thống Nhất là có những thời điểm là chúng tôi phải hoạt động ở 3 tầng. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại thì số bệnh nhân nặng giảm rất nhiều và chúng tôi chỉ điều trị một số bệnh nhân ở mức độ rất nặng. Thì cái khó khăn hiện tại chúng ta bây giờ cái chính vẫn là nguồn nhân lực. Trong giai đoạn mà dịch bùng phát thì bệnh viện huy động hầu như là toàn bộ các cái nguồn nhân lực của bệnh viện để phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Đồng thời chúng ta nhận được hỗ trợ từ nhân lực từ các tuyến của bệnh viện trung ương. Thì sau khi mà dịch ổn định thì hiện tại là chỉ còn lại là nhân viên gọi là nhân lực hiện tại của bệnh viện, và chúng tôi đã phải chia gọi là trả lại phần lớn nhân lực cho các để các khoa trở về hoạt động ở trạng thái bình thường mới. Do đó thì cái vấn đề chính hiện tại chúng ta bây giờ vẫn là nguồn nhân lực. Hiện tại là thực sự là cái tình trạng thiếu bác sĩ, thiếu điều dưỡng, rồi thiếu nhân viên y tế phục vụ cho bệnh nhân COVID thì trước đây vẫn thiếu và bây giờ cũng rất thiếu thốn. Cảm ơn bác sĩ Hạnh ạ. Còn tại trạm y tế phường Tân Tiến, dược sĩ Quang có vấn đề gì cần chia sẻ thêm không ạ? Đối với trạm y tế nói riêng và cũng như là tuyến y tế cơ sở nói chung, thì thứ nhất cái khó khăn hiện nay đó là về nhân lực. Thì lực lượng y tế rất là thiếu và mỏng. Thì công việc ngay từ đầu thì tôi cũng đã chia sẻ là dịch bệnh xảy ra thì cái cường độ lao động của chúng tôi là phải làm việc phải đến 200-300%. Thì nếu như mà thời gian tới đây đó, và cũng như trong thời gian vừa qua thì anh em là tôi đã từng chứng kiến là khi mặc những cái đồ bảo hộ lao động đó, làm việc ở trong cái môi trường nắng nôi như thế, tại vì đặc thù chúng tôi là làm việc ở cộng đồng chứ không phải là làm việc ở trong nơi điều trị, nó ở trong phòng có máy lạnh, mà chúng tôi lại làm việc ở ngoài cộng đồng, cho nên là cái điều kiện của chúng tôi là tiếp xúc với lại nắng và cái nhiệt độ nó rất là nóng, nó khác một chút, cho nên là anh em mà chỉ mặc đồ khoảng mấy tiếng đồng hồ thôi là đã không chịu nổi. Tôi đã từng chứng kiến là anh em là chưa xong công việc là đã ngã quỵ rồi, là phải đưa vào để cấp cứu truyền dịch, sau đó thì từ từ mới phục hồi sức khỏe. Cơ mà những cái khó khăn đấy thì cũng không ai tức là rời bỏ nhiệm vụ của mình, sau đó rồi ổn định sức khỏe lại tiếp tục để làm việc. Đấy là về cái khó khăn về nhân lực. Về cái khó khăn thứ hai đó là về cái cơ sở vật chất. Thì như ở trạm y tế tôi thì cái mẫu xây dựng này nó có từ những năm 80 của thế kỷ trước đó.
Đấy, cho nên là cái phòng ốc thì nó rất là chật chội, nên nó không đủ được cái điều kiện để đáp ứng trong cái giai đoạn mà khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong cái tình hình mới hiện nay. Về cái chế độ chính sách ở tuyến y tế cơ sở của chúng tôi thì hiện nay là rất là khó khăn. Mặc dù thì nó vẫn theo cái chế độ là ngạch bậc lương, nhưng trong cái đợt dịch bệnh vừa rồi á, thì chúng tôi cũng đã là, anh em cũng đã là làm việc rất là nhiều. Một cái khó khăn đó thì làm sao mong muốn là cũng đủ được cái điều kiện để mức sống tối thiểu nhất của người cán bộ y tế. Và đây cũng là cái động lực để động viên về tinh thần, rồi về vật chất, để làm sao có được cái hỗ trợ để chúng tôi có cái điều kiện để bồi dưỡng về sức khỏe, để tái tạo lại những cái sức khỏe để cho ngày hôm sau để chúng tôi làm việc, và cũng như là tiếp tục thực hiện yên tâm công tác trong cái thời gian tới. Cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết và chân thành của bác sĩ Hạnh và dược sĩ Quang. Với vai trò quản lý thì bác sĩ Trung có thể chia sẻ về định hướng của ngành y tế trong thời gian tới để mà có thể nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, cũng như nâng cao năng lực của ngành y tế, đặc biệt là khi đợt cao điểm dịch COVID-19 qua đi thì chúng ta phải giải quyết nhiều cái vấn đề khác nữa, trong đó có cái việc là hậu COVID. Vấn đề hậu COVID là cái vấn đề mà mới phát sinh gần đây, và ngay cả không riêng gì Đồng Nai mà các tỉnh thành thì bây giờ đều đã xuất hiện khá nhiều. Đây là cũng là những cái mà vấn đề về chuyên môn thuần túy, cũng như đồng thời nó mang lại một cái gánh nặng cho xã hội. Nên sắp tới thì về phía Bộ Y tế thì cũng đã có những cái chỉ đạo và hướng dẫn. Ngành Y tế Đồng Nai thì cũng đang cập nhật và cũng đang tiếp tục cho hướng dẫn cho các đơn vị để triển khai để làm sao mà điều trị cho bệnh nhân hậu COVID, kể cả về vấn đề tâm lý, vấn đề các cái ảnh hưởng sức khỏe về cơ quan, và đặc biệt là những người có cái biến chứng. Qua cái đợt dịch này chúng ta còn cũng có nhiều cái điểm yếu. Cái điểm yếu của chúng ta là tính từ dưới lên trên, và cái nơi mà gần dân nhất, gần người bệnh nhất là như chỗ dược sĩ Quang, là chúng ta còn khá yếu về cơ sở vật chất. Thì hiện giờ tỉnh đã giao cho các huyện, các thành phố làm chủ đầu tư để xây dựng, sửa chữa lại các cái trạm y tế, làm sao cho nó bảo đảm với cái quy hoạch mới cũng như điều kiện mới. Chúng ta sẽ có mua sắm những cái trang thiết bị tối thiểu cần thiết để cho trạm y tế có thể hoạt động một cách ổn định và tốt nhất. Vấn đề thứ hai là vấn đề con người. Cái con người là cái khó nhất. Hồi nãy thì chúng ta đều có trao đổi rằng các bác sĩ, nhân viên y tế bỏ việc, nhưng thực ra thì tôi cũng đồng tình với dược sĩ Quang. Không phải là họ bỏ, là họ đi làm một cái nghề khác, họ cũng chỉ làm ngành y thôi. Có điều là làm trong môi trường nhà nước hoặc là môi trường tư nhân, cũng đều là phục vụ người dân. Thì như vậy thì cái vấn đề nhân lực đặt ra cho chúng ta một cái bài toán, đấy là làm sao mà phải bảo đảm cho cái môi trường làm việc tốt, bảo đảm về thu nhập, để yên tâm công tác. Và qua cái đợt dịch vừa rồi thì chúng ta lại càng thấy rằng y tế cơ sở là cái nơi mà cần phải đầu tư. Và sắp tới thì định hướng của ngành y tế sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa cho cái y tế cơ sở. Bởi vì y tế cơ sở có cái thiệt thòi so với các bệnh viện là họ không có tự làm ra cái của cải, không có những cái nguồn thu giống như là các bệnh viện lớn, không có làm dịch vụ, cũng không có xã hội hóa, không, gần như là cũng không có lương tăng thêm, phải không dược sĩ Quang nhỉ? Cho nên đấy là những cái khó khăn của cái tuyến y tế cơ sở. Tiếp tới y tế tuyến huyện thì khả quan hơn, vì cũng có được cái đầu tư lớn hơn và có cái nguồn bệnh, có cái nguồn thu nhất định, thì chúng ta cũng phải tập trung làm sao để cho họ phát triển được chuyên môn, để làm sao mà thu hút cũng như là điều trị người dân được tốt hơn, đồng thời có được cái thu nhập tốt hơn. Tuyến tỉnh đương nhiên là cái tuyến đầu tàu, là cái tuyến mà bắt buộc là phải phát triển. Thì cũng qua cái đợt dịch vừa rồi, cũng giống như là bác sĩ Hạnh có nói, chúng ta mới triển khai nhiều cái kỹ thuật mới, mà trước đây thì chúng ta đã có kế hoạch nhưng vì không có áp lực cho nên chúng ta không triển khai, hoặc triển khai rất chậm. Bây giờ vì cái áp lực chúng ta phải triển khai nhanh hơn, mạnh hơn,
và hiệu quả hơn. Thì nếu như vậy thì khi chúng ta mà làm đồng bộ các giải pháp từ tuyến thấp nhất, tuyến xã, tuyến cơ sở lên tới tuyến tỉnh bằng những cách nào đó để đầu tư phát triển về nguồn lực, đầu tư phát triển về trang thiết bị, phát triển về chuyên môn, thì chúng ta sẽ có những cái phát triển mạnh hơn về điều trị. Và từ cái phát triển mạnh hơn về điều trị, chúng ta có thể thu hút bệnh nhân, chúng ta có thể giữ chân bệnh nhân, thay vì đi ra nước ngoài, thay vì đi lên tuyến trung ương, có thể điều trị tại đây, vân vân. Thì lúc đó chúng ta mới phát triển cái ngành y chúng ta tốt hơn được. Và khi chúng ta phục vụ tốt hơn thì chúng ta sẽ có nhiều cái quyền lợi đi theo. Cảm ơn bác sĩ Trung. Nhân cái buổi tọa đàm ngày hôm nay và cũng nhân kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, không biết các y bác sĩ của chúng ta có điều gì muốn chia sẻ với lại quý vị khán giả xem đài cũng như là nhân dân. Mời bác sĩ Hạnh trước đi ạ. Cũng nhân ngày 27 tháng 2 thì tôi cũng có những cái trăn trở là thực sự là chúng ta thấy được là chúng ta đã ổn định được dịch bệnh, nhưng thực sự dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn và vẫn còn những bệnh nhân nặng và vẫn còn những bệnh nhân không qua khỏi. Do đó thì như chia sẻ bác sĩ Trung từ đầu chương trình, chúng ta vẫn phải trong suy nghĩ chúng ta vẫn phải suy nghĩ là chúng ta vẫn còn dịch và chúng ta vẫn phải thực hiện những cái biện pháp phòng chống dịch. Ưu tiên hàng đầu chúng ta phải tiêm vaccine đầy đủ và thực hiện nghiêm túc 5K, thực hiện nghiêm theo những hướng dẫn phòng chống dịch của ngành y tế để đảm bảo là chúng ta không còn nữa những chúng ta có thể là tới thời gian tới hy vọng rằng chúng ta sẽ không còn bệnh nhân COVID nặng và những nhân viên y tế mà chúng ta vẫn còn phải đang tiếp tục chống dịch thì sẽ có một ngày không xa, một ngày gần đây chúng ta sẽ chúng tôi hy vọng sẽ đóng cửa cái khu hồi sức COVID để cho anh em trở về với cuộc sống bình thường. Cũng nhân đây, đó là ngày 27 tháng 2, tức là ngày truyền thống của ngành y tế. Thì tôi xin phép được trân trọng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe sâu sắc nhất đến toàn thể các anh chị quý đồng nghiệp của chúng ta được thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Qua những cái đợt 27 tháng 2 thì có thể sẽ củng cố cái tinh thần làm việc cũng như là sẽ hỗ trợ cho đội ngũ y tế có thêm nhiều cái năng lượng để chúng tôi có thể tiếp tục để làm việc phục vụ người dân. Đối với cái mong ước đối với người dân thì tôi cũng có một vài cái tâm sự. Thứ nhất là chúng ta cũng không nên chủ quan là dịch bệnh đã qua, giống như các bác sĩ đã nói. Và chúng ta cũng chưa biết được tình hình nó sẽ như thế nào nếu như các cái chủng mới nó phát triển. Chúng ta còn nhiều cái đối tượng mà chưa được bảo vệ, như trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine. Chúng ta còn nhiều người già, lớn tuổi và mắc nhiều bệnh nền. Mặc dù đã tiêm đủ 2-3 mũi vaccine, vẫn nhiễm bệnh và vẫn tử vong. Thì chính vì vậy, việc mà ngành y tế cố gắng thì chỉ là một phần trong việc phòng chống dịch. Cái sự hỗ trợ của người dân cũng mới là điều quan trọng. Khi người dân hỗ trợ tốt cho ngành y tế, tuân thủ 5K, tuân thủ các quy tắc phòng chống bệnh và hợp tác tốt với ngành y tế khi mắc bệnh hoặc khi phòng chống dịch thì sẽ làm giảm cái số mắc và số tử vong rất nhiều. Và có thể nói rằng nếu như người dân hỗ trợ tốt thì ngành y tế mới hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Thì chính vì vậy cũng rất mong người dân chúng ta cùng nhau tích cực hưởng ứng và tuân thủ các nghiêm túc các cái quy tắc phòng chống dịch. Kính chúc quý vị khán giả cũng như bà con cô bác luôn khỏe mạnh và chúng ta cùng nhau để chung tay để có thể chiến thắng được cái dịch bệnh nguy hiểm này. Cảm ơn bác sĩ Trung. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có những chiến sĩ nơi tuyến đầu ngày dài cho đến tận đêm thâu, từng giây từng phút quyết dốc sức hết lòng vì sức khỏe nhân dân. Vâng, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được gửi đến các y bác sĩ sự tri ân sâu sắc vì đã nỗ lực hết sức mình, vì sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.
Kính chúc cho các thầy thuốc của chúng ta luôn mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Một lần nữa, thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn các y bác sĩ đã đến tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, dành những cái sự chia sẻ hết sức là chân thành vừa rồi. Cảm ơn các bác sĩ rất nhiều. Chương trình Sức khỏe cho mọi người của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai kỳ này xin được khép lại ở đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.